Hello mọi người, lại là mình đây. Như tôi đề cái video thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái công việc mà mình có thể làm thêm để kiếm thêm thu nhập khi mà đi làm ở bên Nhật này nha. Mình là Tư và mọi người đang xem video trên kênh Tư Vlog Vui Nhật Bản. Hello mọi người, mình là Tư, còn đây là Mi Mèo nè. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tư Vlog Vui Nhật Bản. Life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need. Đầu tiên là mọi người cần phải hiểu đó là công ty và nghiệp đoàn ở bên Nhật này cấm tuyệt đối mình không được làm thêm bất kỳ một công việc gì khác ngoài cái công việc chính mà các bạn ký trong hợp đồng nha. Thì trên kênh mình cũng có mấy bạn comment hỏi mình là ví dụ vào ngày nghỉ hoặc là ngày lễ đó, hoặc là có thời gian rảnh thì mình có thể mình đi làm thêm một công việc gì đó để kiếm thêm thu nhập hay không. Thì câu trả lời là tuyệt đối không được nha. Cái đó là luật pháp nó đã quy định như vậy rồi. Kiểu như các bạn chỉ có được duy nhất một nguồn thu nhập từ cái công việc chính của các bạn thôi, không thể nào mà có thêm một cái nguồn thu nhập thứ hai được. Đó, trừ khi nào là các bạn là những cái bạn là du học sinh nha. Du học sinh thì mình có thể mình làm thêm được nhiều việc. Còn nếu như là thực tập sinh như giống như là mình là không được làm thêm một cái công việc nào khác ngoài cái công việc chính của mình hết trơn nha. Và nếu như mà các bạn cố tình vi phạm, các bạn cố tình đi làm thêm một cái công việc thứ hai nào đó thì khi mà bị phát hiện á, có thể là nhẹ nhẹ thì bị phạt, còn nặng nặng là có thể là cho về nước luôn á. Vậy thì có cách nào để lách luật hoặc là có những cái công việc nào đó mà giúp mình kiếm thêm thu nhập được khi mà đi làm ở bên Nhật này hay không? Thì mọi người hãy cùng tìm hiểu với mình trong video hôm nay nha. Thường thì khi các bạn muốn kiếm thêm một nguồn thu nhập, muốn tìm một cái công việc mới nào đó, thì đầu tiên á, trong đầu mình á, chắc chắn là sẽ suy nghĩ tới bán hàng online, đúng không? Thì cũng giống như là ở Việt Nam thôi, ở Nhật cũng có bán hàng online nữa. Thì ở bên Nhật này các bạn khi mà bán hàng online á, cũng đầy đủ tất cả các mặt hàng như là quần áo, giày dép nè, đó là phụ kiện, đó mỹ phẩm hay gì đó. Xong rồi tất nhiên là có đồ ăn đó nha mọi người. Về bán hàng online mà mấy cái mặt hàng như là quần áo, giày dép á, thì nó quá là phổ biến rồi, thì mình cũng không có review nhiều. Nếu như mà các bạn nào muốn bán về quần áo, giày dép á, thì thường mình thấy các bạn ở bên Nhật này bán á, là mấy bạn đó sẽ nhập hàng từ bên Trung Quốc nha. Taobao hay gì này kia đó là nhập qua Nhật này rồi bán lại. Hoặc là cũng có những các bạn lấy nguồn hàng từ Việt Nam mà nữa, ví dụ giày dép gì đó lấy từ Việt Nam sang đây bán. Mình cũng có vài đứa bạn bán. Thì mấy đứa bạn của mình nó bán kiểu như nó bán dạng đồ bộ mọi người, đồ bộ, đồ ngủ á, buổi tối á. Đó, nó cũng kiếm được nguồn thu nhập ấy. Thật sự thì khi bán hàng online á, nếu mà các bạn bán về các cái mặt hàng quần áo và giày dép này kia thì cái đó nó dễ bán với lại là dễ tiếp cận, đúng không? Nhưng mà cái nào dễ á, thì nó sẽ gặp nhiều sự cạnh tranh này kia. Đó, và ở bên Nhật này không chỉ bán hàng online đâu mọi người ạ, mà có bán đồ ăn rất là nhiều, và đồ ăn vặt này kia là một trong những cái gì đó rất là thịnh hành khi mà các bạn bán hàng online bên Nhật này. Mình sẽ review thử cho mọi người xem là các bạn bán hàng online mà bán về đồ ăn vặt ở bên Nhật này thì mấy bạn bán kiểu như thế nào nha. Rồi, mình sẽ review cho mọi người xem là mấy các bạn này bán những cái đồ ăn vặt mà bán online bên Nhật này như thế nào nha. Thì mình sẽ truy cập vô Facebook. Thì ở đây nó có một cái nhóm bán đồ ăn tại Nhật nè, hơn 11.000 thành viên. Đó, mọi người coi thử coi là người ta bán cái gì nha. Đây, cái này là cơm cháy nè. Đó, cái này là người ta không tuyển sĩ luôn. Số lớn luôn rồi, bánh tráng trộn nè. Đây cũng là tuyển sĩ luôn. Đó. Rất là nhiều thứ. Cái này là cái gì ta? Bò bé. Đó, một set nè, 600 yên nè. Gói được 30 cái nè. Không, 800 yên nè, ship bì thư. Đó, ship bì thư là gì xíu nữa thì mình sẽ review cho mọi người xem là ship bì thư là gì nha. Còn này là mấy bạn ấy đi siêu thị nè, rồi mình nhờ người ta order giùm á, nhiều khi có mấy cái siêu thị á mọi người đi còn phải cần có cái thẻ của siêu thị đó mới mua được. Đó, đây cũng là bánh tráng nè mọi người, bánh tráng sốt ớt cream gì nè, muối tôm rồi nè, đó, nó kèm chung luôn. Đâu bán một phần này bao nhiêu đây? Đây, cái này chắc inbox rồi mới có giá tiền mọi người. Đó, bán me, bán cà trái cây. Rất là nhiều nha. Đó, đây cũng là một cái nhóm khác nữa mọi người, đó cũng là nhóm bán đồ ăn tại Nhật Bản luôn mà một cái nhóm kiểu như tên nó giống kia vậy đó. Đây có cả nước mắm này kia nè. Rồi khô. Trời, bán cả cá luôn, sầu riêng mọi người. Đó, chả. Bánh canh bột lọc. Đó. Rất rồi, là nhiều thì luôn. Thì bán đồ ăn ở bên Nhật này nó có khó hay không?
Thật sự thì nó rất là dễ mọi người à. Khi mà mọi người order, mọi người chốt cái đơn, mọi người gửi ship hàng đi, nó còn dễ hơn ở Việt Nam nữa. Đó, hồi nãy mình nói là ship bì thư. Thì ok, bì thư là cái này đấy mọi người. Đây, nó là một cái bao, những cái bao thơ nè. Mọi người dán cái này lại. Xong rồi sau đó là mình đút vô một cái gọi là một cái postal, là một cái hộp ở ngoài đường. Nó có để những cái hộp ngoài đường, thì mình chỉ cần nhét cái này vô cái hộp đó thôi là người ta sẽ gửi tới cái địa chỉ luôn. Thì ở đây có ghi nè, có ghi tên, địa chỉ của người gửi và người bán. Đó, thì ở trong này mọi người bỏ vô được rất là nhiều. Thì cái miếng bì thư này á, mọi người có thể mua ở cửa hàng tiện lợi nha. Đó. Đó, cái này bỏ được rất là nhiều đồ luôn. Chỉ sợ là không có khách để mình bán thôi, chứ thật sự á, là kiểu như là mua bán ở bên này rất là dễ. Đó, mình ship hàng, mình giao hàng, mình nhận hàng rất là dễ. Và thêm một cái mặt hàng nữa được khá là nhiều bạn đang bán ở bên Nhật này, và chỉ có ở Nhật này là mới có bán cái kiểu này thôi, chứ thật ra ở mấy cái nơi khác thì mình nghĩ chắc không có đâu. Đó là bán những cái cục wifi như thế này. Thì cái video hôm trước review về sim và wifi mình cũng đã review cho mọi người xem rồi, mấy bạn đó kiểu như là bán như thế nào rồi. Thì cái sim mình đang xài trong cái điện thoại và cái cục wifi này thì mình cũng là mua của mấy bạn Việt Nam nha, chứ mình không có mua của người Nhật, mình mua của mấy bạn Việt Nam á, ship cho mình. Đó, thì thường mấy bạn này bán một cục này chắc cũng lời được 1-2 sen vậy đó cho một cục này, và mấy cái sim thì chắc cũng lời tầm mấy trăm yên cho 1 sen gì đó trên một cái sim đó. Thì cái này bán ở bên này cực kỳ thịnh hành luôn nha. Tất nhiên là luật ở bên này sẽ cấm các bạn bán hàng online nha. Đó, thì tại vì sao? Tại vì một phần là luật, một phần là khi các bạn bán hàng online như thế này là các bạn sẽ không phải đóng thuế. Với lại có một vấn đề xảy ra nữa là khi mà bán hàng online xảy ra cái tình trạng lừa đảo khá là nhiều. Ví dụ như là các bạn gửi tiền rồi nhưng mà người ta không ship hàng, sau đó là ví dụ lừa đảo, ví dụ là nói là bán cái này chính như là treo đầu dê bán thịt chó đó. Đó, thì thật sự cái trường hợp mà lừa đảo bên Nhật này rất là nhiều, và khi các bạn bị lừa đảo các bạn ra trình báo với công an, cảnh sát kêu người ta truy tố ra mấy cái bạn kia á, thì người ta đâu có truy tố đâu, tại vì bán hàng online các bạn mua bán như thế này á là bất hợp pháp. Nó nên là khi mà người Nhật người ta biết mà người Việt mình sang đây bán hàng online rồi kiểu như lừa đảo như thế này á, là người ta càng ghét người Việt mình thêm nữa. Đó, nên là thật sự thì mình chỉ review cho mọi người xem để mọi người biết thêm thôi, chứ mình không khuyến khích các bạn sang đây bán hàng online kiểu này nha. Rồi, cái công việc thứ hai mà mình muốn giới thiệu với mọi người đó là cũng là bán hàng online nhưng mà với hình thức là mua đi bán lại. Ví dụ với những cái mặt hàng như là đồ điện tử nè, ví dụ là điện thoại nè, laptop nè, máy ảnh nè, lens máy ảnh nè, đồng hồ đó. À, các bạn sẽ đăng lên những cái trang chợ máy ảnh ở Nhật Bản, chợ điện thoại, chợ laptop ở Nhật Bản gì đó, cũng mình bán qua cái hình thức là bán bằng online và bán trên những cái trang Facebook đó. Thì hình thức bán như thế nào đó mình sẽ review cho mọi người xem thử. Và đây là cái trang Facebook của một cái nhóm chợ máy ảnh ở Nhật Bản. Đó thì mọi người có thấy là chợ mua bán máy ảnh lớn nhất Nhật Bản, 30.000 thành viên. Thì ở Nhật Bản thì mọi người cũng biết là cái nôi của máy ảnh mà rất là nhiều cái hãng máy ảnh nổi tiếng ở Nhật Bản, ví dụ Canon nè, đó Sony, đó Fuji, đó rất là nhiều. Thì mình sẽ lên đây mình mua và mình bán ở trên này luôn. Thì mọi người có thể xem ở đây nè. À, anh này bán nè. À, Mavic Pro là cái con flycam này nha. Đó Canon 70D nè, 1,5 Canon này, à mấy cái len mọi người 7 sen nè. Đó thì mấy cái len như thế này đó bán nguyên cả cái chân máy luôn. Rồi như cái này nè, đây cần radio em 6D và túi đựng đây đó 4,5 đây, mấy bạn này rất là nhiều giao dịch trực tiếp nha mọi người. Thường thường mình mua những cái hàng cũ như này thì giao dịch trực tiếp rồi mình kiểu như mình test máy cho nó dễ luôn. Đây do sắp về nước nè, bán một đống luôn nè, vừa len nè, vừa nguyên cái con Canon nè, rất là nhiều nha. Đây cần bát lại Sony 6,300 nè, thêm một cái len luôn đó 10 man, rất nhiều nha mọi người. Cả điện thoại và laptop thì cũng mua bán bằng cái hình thức như thế này luôn nha. Qua tay những cái bạn người Việt Nam này bán lại đó. Thì một cái câu hỏi đặt ra ở đây đó là những cái nguồn hàng các bạn này lấy hàng ở đâu để mà bán lại, mua đi bán lại như thế này. Tức là mấy cái bạn này sẽ mua một cái máy tính, một cái điện thoại, một cái máy ảnh với cái giá rẻ, hoặc là mua với được một cái giá tốt đó, xong rồi các bạn bán lại với một cái giá đắt hơn một xíu để mình kiếm lời. Nó qua cái phần đó thì mình kiếm lời được, thì mình có thể mua những cái đồ cũ mà còn tốt như vậy ở đâu. Thì mọi người cũng biết đó là ở bên Nhật này nó sẽ có những cái cửa hàng đồ cũ, những cái cửa hàng bán lại cái đồ mà dạng mà second hand á. Thì trong video, trong kênh của mình cũng có làm một cái video mình đi review ở ngoài cái shop đồ cũ rồi đúng không. Và ngoài cái cửa hàng đồ cũ đó thì cũng có một cái gọi là cái trang web bán hàng trực tuyến về đồ cũ nha. Và không những nó bán những cái mặt hàng có sẵn mà nó còn có bán đấu giá nữa. Đấu giá tức là sao? Tức là ví dụ như một cái điện thoại như thế này, iPhone 7 Plus đó, ví dụ cái này giá ở ngoài là ví dụ còn 90% pin thì giá là 2 man,
Đó thì trên cái trang đấu giá đó mới đầu nó chỉ để là 0 đồng mọi người, và các bạn sẽ đấu giá trong vòng 1 tuần lễ kiểu gì đó. Thì ai mà chốt cái deal cái giá cuối cùng á thì là sẽ mua được cái điện thoại này với cái giá đó. Ví dụ như cuối cùng chốt cái con này 1,5 anh đó, bạn nào trả cao hơn 1,6 anh thì bạn đó ăn tiền đó. Thì mình chỉ cần canh cái thời hạn nó hết á, lúc nào mà nó hết hạn á thì mình mua đó. Thì nhiều khi mình kiếm được những cái điện thoại, cái laptop rất là ngon và nó rất là rẻ mọi người ạ. À, đây là cái MacBook của thằng bạn mình, không phải của mình đâu nha. Đây cái này thì giá là hình như nó mua là 9 man mọi người, thì cũng mua trên những cái chợ đồ cũ đó. Thì mọi người có thể nhìn ngoại hình nó rất còn rất mới luôn, còn rất ok luôn đó. Không có một cọc cái khi mà dùng không có một cái vấn đề gì hết á, thì mua giá nó rẻ hơn khá là nhiều so với các bạn đi mua ở những cái cửa hàng bán laptop hay điện thoại gì kia đó. Và nếu như cầm con này đi bán ngược lại, lên Facebook bán ngược lại vẫn có giá lợi hơn. Ví dụ mà các bạn mua 9 man về các bạn bán là 9 man rưỡi thì vẫn có người mua lại của các bạn thôi đó. Thì cái cách thức làm thế nào để mua hàng hoặc là làm thế nào để đấu giá trên những cái trang bán hàng trực tuyến đó thì ở video sau mình sẽ làm nha. Còn video này thì mình chỉ review cho mọi người xem để mọi người phần nào đó hiểu hơn về những cái công việc mà mình có thể kiếm thêm tiền khi mà sống ở bên Nhật này nha. Thứ ba đó là những cái công việc về năng khiếu đó, và những cái công việc này các bạn chỉ có thể làm vào những cái ngày nghỉ và những cái ngày gọi là cái ngày rảnh rỗi, thời gian rảnh rỗi, ngày lễ gì đó. Thì những cái công việc như là thợ chụp ảnh nè, thợ cắt tóc nè, hay là các bạn làm về những cái leader của những cái team đi du lịch đó. Thì thợ chụp ảnh là sao, là các bạn có khiếu về chụp ảnh, các bạn có tay nghề về chụp ảnh và các bạn đi chụp ảnh, chụp những cái bộ ảnh cho những cái người giống như mình thuê nè. Mình thuê một anh nó chụp ảnh cho mình đó. Thì ở bên Nhật này cũng có những cái dịch vụ đó nha, và phí thì cũng tùy dao động, tùy tay nghề của các bạn thôi. Có người chụp mà gọi là pro vip này kia, kiểu như là đầy đủ các cái chế độ luôn, thì có khoảng 10 man cho một bộ ảnh vẫn có nha mọi người. Thì mọi người cũng biết là ở bên Nhật này có rất là nhiều cảnh đẹp và những cái trang phục truyền thống như là ví dụ kimono này, yukata nè, ví dụ mùa xuân mùa hè gì đó, xong rồi những cái mùa ví dụ sắp tới là mùa lá đỏ nè mọi người, lá đỏ nè, hoa anh đào nè, rồi chụp với tuyết này kia, xong rồi chụp ảnh cưới này kia. Và ở bên Nhật này có rất nhiều cảnh đẹp mà đúng không đó. Nên là dạo gần đây thì mình thấy cái việc mà thợ chụp ảnh ở bên Nhật này nó khá là phổ biến rồi đó. Vào những cái group mà chia sẻ về du lịch Nhật Bản á, thì các anh này đăng những cái bộ ảnh rất là đẹp. Thứ hai đó là về thợ cắt tóc, thì cái này mình cũng 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 mới biết gần đây thôi mọi người ạ. À, thì một cái anh senpai ở tầng trên của mình thì đang làm thợ cắt tóc, tại vì ngày xưa anh này là ở Việt Nam là làm thợ cắt tóc đó. Thì sang bên đây mọi người cũng biết là cắt tóc ở bên Nhật này giá khá là mắc. Nó thường thì anh em chỉ là ở nhà cắt tóc thôi đó, và kiểu như mấy anh em nhà cắt tóc cũng đâu có ai có tay nghề đâu đúng không. Thì anh này có tay nghề, thì anh này là kiểu như là không phải là mở tiệm, nhưng mà kiểu như ai qua cắt thì trả tiền cho anh, ảnh cắt cho thôi đó. Thì mà ai nhà gần gần á thì có thể chạy xe qua hoặc là đi tàu tới, dù gần gần xíu thì cũng được đó. Thì giá cả thì cũng tùy thôi mọi người ạ, như cắt tóc nam là tầm 1 sen đó, còn ví dụ cắt tóc nữ uống duỗi nhuộm gì đó thì là tầm khoảng 4-5 sen gì đó, nói chung cũng tùy. Và leader tem du lịch là gì, kiểu như á, là bên Nhật này có rất là nhiều những cái tour đi du lịch mọi người ạ. À, leader tour tem du lịch là gì, là ở bên Nhật này cũng có rất nhiều những cái công ty du lịch đó, thì sẽ tổ chức cho các bạn những cái tour, các bạn đi du lịch thì đó thuê xe và thuê hướng dẫn viên cho các bạn đi du lịch. Thì hướng dẫn viên là sao, là giống như là mình đi dẫn các bạn đi du lịch này kia là gọi là leader, hoặc là các bạn là cộng tác viên bán vé thì là các bạn dạng là chia sẻ những cái bài viết, và nếu như mà có ai có bạn bè gì đó thì muốn đi chơi gì đó giới thiệu vào những cái tour đi du lịch này thì mình sẽ được nhận hoa hồng nha, hoặc là mình sẽ được nhận phí từ cái việc mình làm leader đó. Thì ở đây có là mình mới inbox cho một chị này, mình hỏi thử có là chi phí như thế nào. Thì ở đây là mọi người có thể thấy là khi mọi người bán được một vé thì hoa hồng là 500 yên, ví dụ như một cái tour đó 1 man đó, đi chơi chỗ này chỗ kia đó 1 man thì các bạn nhận được 500 yên tiền hoa hồng. 20 vé thì hoa hồng là 500 yên thưởng thêm 1 sen, tức là 20 vé 500 yên này là các bạn được hoa hồng là 1 man và thưởng thêm 1 sen nữa là 1 man 1 đó. Thì ở đây là nhiều nhất 100 vé nè, 500 yên hoa hồng và 3 man tiền thưởng, thì cứ một vé là 500 yên, 100 vé là 5 man đúng không đó. Thì về những cái về leader thì sao, leader là cái người trực tiếp dẫn các bạn khác đi chơi, như là hướng dẫn viên á. Còn nãy là mình đọc là cộng tác viên là các bạn dễ nhà các bạn bán vé thôi. Thì nếu như các bạn là hướng dẫn viên, các bạn đi dẫn người ta đi chơi du lịch á, thì một ngày trả 1 man với xe lớn là 60 chỗ nè, 8 sen với xe nhỏ là 29 chỗ nè. Nếu như mà đi 2 ngày 1 đêm á thì là hỗ trợ thêm 2 sen nha.
Đó thì những cái tour mà dạng như thế này á, là ngày xưa là mình đã từng đi, là mình đã từng đi hai hay ba lần gì đó rồi. Về những cái tour này thì tập trung nhiều nhất là ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi nha. Ngày xưa là chỗ của Mi Mèo ở đó mọi người. Đó thì tại vì ở cái tỉnh Aichi đó có rất là nhiều người Việt, và thường á là xuất phát từ tỉnh Nagoya, tỉnh Aichi ở Nagoya đó, đi những cái địa điểm du lịch đó nó khá là gần, nên là các bạn thường tập trung về đó để đi du lịch rất là nhiều. Thì nếu như mà ai khi sang Nhật á, ở cái khu vực tỉnh Aichi hoặc là gần Nagoya thì kiểu như rất là lợi thế về cái việc đi làm cộng tác viên hay là đi làm leader của những cái team du lịch này nha. Rồi cuối cùng là về kiếm tiền qua mạng xã hội, qua những cái lượt view của mạng xã hội như là YouTube hoặc là TikTok. Thì làm YouTube hay là làm TikTok có tiền hay không? Ok, kênh của mình đang làm thì cũng kiếm được thu nhập rồi mọi người ạ. À, vài tháng gần đây thì cũng kiếm được thu nhập rồi, nhưng mà nó thật sự nó rất là ít, nó không có nhiều đâu. Đó, hôm nào thì có thời gian mình sẽ review về cái thu nhập YouTube của cái kênh mình cho mọi người xem, để mọi người biết được là cái kênh mình kiếm được bao nhiêu tiền. Còn TikTok á, TikTok các bạn trên lượt view á không có tiền, ví dụ như YouTube của mình á, thì khi các bạn xem video của mình á thì mình sẽ được tiền. Các bạn càng nhiều bạn xem video á thì mình sẽ được càng nhiều tiền. Đó, còn TikTok á các bạn xem nhưng mà không có tiền đâu. TikTok nó chỉ được một cái gọi là quảng cáo thôi, hoặc là gắn link sản phẩm. Các bạn vào cái TikTok đó, bạn xem cái video và bạn bấm vào cái link đó và bạn mua sản phẩm trên cái link đó, thì cái người chủ của cái video nó mới được tiền. Hoặc là các bạn quảng cáo về những cái sản phẩm thôi. Nhưng mà thật sự cái nghề TikTok hoặc là cái nghề YouTuber á, nó rất là mông lung, và nó kiểu như là không có nhiều người làm, mà không có nhiều người nào mà kiểu như kiên trì đến mà khi mà kiếm được một cái số tiền lớn á. Đó thì thật sự là rất là khó nha. Nhưng mà nó cũng là một cái công việc mình có thể làm được, kiểu như là mình làm mà kiểu không có bị phạm luật ở bên Nhật Bản này á. Đó thì mình vẫn làm được, mình vẫn có thể kiếm được thu nhập nha. Vậy thì mọi người nghĩ là nguyên một khóa mấy anh em mình ở chung đây khoảng chừng 30 người ở đây, thì có ai đi làm thêm những cái công việc từ hồi nãy giờ mình nói không? Thật sự thì ít lắm mọi người ạ. À, chỉ có mình đây, là hiện tại là mình đang làm YouTube. Thì một cái anh ở trên tầng 3 là đang là thợ cắt tóc, và một cái anh kế bên phòng mình là kiểu như là bán máy ảnh á, bán cái dạng mua đi bán lại như hồi nãy mình mới nói với mọi người á. Đó là chỉ có khoảng vài người là kiểu như người ta muốn kiếm thêm thu nhập thôi, còn tất cả những cái bạn còn lại á không có ai làm một bất kỳ một cái công việc gì đó để kiếm thêm thu nhập hết. Có chi là các bạn đó kiểu như là chơi Bitcoin hay là chơi chứng khoán gì đó mọi người, nhưng mà mình thấy cái đó không, nó không có khả thi lắm. Đó thì tại sao là không có ai mà kiếm thêm tiền hết trơn á? Tại vì thứ nhất là luật, thứ hai là ở bên Nhật này rất là khó khăn, thứ ba là người ta kiểu như là muốn có thời gian rảnh thì mình cứ nghỉ ngơi đi đó, hoặc là những cái bạn đó có thời gian rảnh thì mình học thêm bằng những cái tiếng thứ tiếng, ví dụ học tiếng Nhật, học tiếng Anh, học thêm một cái nghề tay trái nào đó tự mình học để sau này về Việt Nam mình làm, hoặc là sau này những cái gì mà các bạn đang học bây giờ có thể giúp ích sau này cho mình. Chứ bây giờ mà mình đi kiểu như mình đi bán hàng online, mình dạng mình làm YouTube này kia thì biết nó có ra tiền hay không. Bây giờ đi mình đi học tiếng này cho nó chắc cú vậy á. Và các bạn cũng đừng nghĩ là mình có thể đi kiếm một cái công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập ở ngoài, và kiểu như là nghiệp đoàn, nếu như mà nghiệp đoàn hoặc là công ty không biết á, thì mình có thể làm chui mình làm được mà để mình kiếm thêm. Thật sự thì không có ai tuyển các bạn đâu, mình nói thật luôn là không có một cái chỗ nào mà nó tuyển thực tập sinh vô làm để cho kiếm thêm thu nhập hết trơn á. Tại vì sao? Tại vì các bạn có biết tiếng Nhật đâu, đúng không? Tiếng Nhật mình đang cực kỳ yếu, các bạn mới sang mà làm gì biết tiếng Nhật đâu. Giống như trình độ của mình bây giờ nè, nói chung mình bây giờ thì đi làm thì chắc là ok, nhưng mà kiểu như không có ai tuyển hết trơn á. Và một phần nữa, bên Nhật này ngoài những cái cửa hàng tiện lợi thì đâu đâu cũng có, đúng không? Và những cái quán cà phê hay là những cái quán ăn, quán phở bún bò, quán mì này kia thì nó không có tuyển mà dạng mà thực tập sinh như vậy đâu. Đó, có chăng nó tuyển, nó tuyển du học sinh vô làm bài tổ này kia thôi, đó là làm dạng part time á, làm thêm kiếm tiền thôi, chứ thực ra thực tập sinh thì không ai tuyển hết nha mọi người. Nên là nếu như mà ai có một cái ý định gì đó đi sang đây làm mà vừa làm cái này rồi ví dụ thứ bảy chủ nhật có ngày nghỉ đi ra làm cái khác kiếm thêm, là mọi người nên từ bỏ cái ý định đi nha. Ok, thì đó là tất cả những cái công việc mình biết mà nó có thể giúp cho các bạn kiếm thêm được thu nhập khi mà đi làm ở Nhật này nha. Nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc gì hãy để lại comment bên dưới video nha. Còn video này thì mình sẽ kết thúc ở đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha.